Sống ở thủ đô, các bác sẽ được trải nghiệm một điều mà không phải ở đâu cũng có. Đó chính là thưởng thức nhịp sống Hà Nội vào sáng sớm. Cùng hai chip điểm qua xem người dân thủ đô sẽ làm gì vào sáng sớm nhé. 1. Đạp xe quanh hồ. Đầu tiên, không thể không kể đến hoạt động đạp xe ven hồ vào sáng sớm. Đây là một đặc sản vô cùng độc đáo của người dân Hà Thành. 2. Đọc báo đứng. Một nét đẹp nữa của Hà Nội sáng sớm chính là hoạt động đọc báo đứng của người dân trước những cột báo đậm chất Hà Nội như thế này. 3. Ăn sáng. Đương nhiên không thể quên những bữa sáng đậm chất Hà Nội. Không phải trong một quán ăn sang trọng, chỉ đơn giản là một quán ăn vỉa hè bình dị như thế này thôi cũng đã quá đủ cho một sáng Hà Nội tràn đầy năng lượng rồi. 4. Quán nước vỉa hè. Có ăn sáng vỉa hè thì sao có thể thiếu cà phê, trà đá vỉa hè được cơ chứ? Vừa thưởng thức những ly nước mát lành, vừa ngắm phố phường và tán gẫu chuyện trò là bước khởi động hoàn hảo cho ngày mới đấy. Hãy thử một lần dậy sớm, đi dạo quanh một vòng Hà Nội và hòa nhập vào những hoạt động này để biết nhịp sống Hà Nội tuyệt vời như thế nào nhé. Follow Hi Trip để biết thêm nhiều điều thú vị hơn nha.